bí ẩn về hiện tượng hồi quang phản chiếu của con người trước khi chết. Hồi quang phản chiếu được biết đến như là hiện tượng một người đang bị bệnh nặng, cơ thể suy yếu bỗng đột nhiên trở nên tỉnh táo, thân thể khỏe mạnh, hoặc cười nói sảng khoái, muốn ăn uống. Thông thường người bệnh rơi vào trường hợp này thì khoảng 2 tiếng đồng hồ sau sẽ tử vong. Hiện tượng này được ví như hình ảnh ngọn đèn trước khi tắt, ánh lửa tự nhiên rực sáng trước khi lụi tàn, rực cháy để rồi vụt tắt. Vậy hiện tượng hồi quang phản chiếu là như thế nào? Nó có thực sự có thật hay không và các nhà khoa học nói sao về hiện tượng này? Hôm nay, hãy cùng với ký sinh não tìm hiểu về vấn đề này qua video dưới đây nhé! Để giải thích cho hiện tượng kỳ lạ này, có giả thuyết cho rằng khi một người chuẩn bị qua đời là lúc họ bước sang thế giới khác, linh hồn của người đó sẽ rút dần khỏi thể xác, từ chân, bụng, tay, cuối cùng là trái tim và trí não. Khi trí não nhẹ nhàng, an yên, không còn bị ảnh hưởng của vật chất, người đó có thể trở nên tỉnh táo và mạnh mẽ đặc biệt. Có giả thiết khác lại giải thích về mặt tình cảm, nói rằng thời điểm cận kề cái chết là lúc con người ta khao khát sự sống nhất và muốn tạo nên những kỷ niệm vui vẻ cuối cùng với người thân, vì vậy đã xảy ra hiện tượng hồi quang phản chiếu. Khoa học cũng đã ghi nhận hiện tượng hồi quang phản chiếu, dù thật sự điều này vẫn còn rất mơ hồ, cả về cơ sở lẫn khả năng chứng minh, lý giải. Kết quả nghiên cứu của một nhóm khoa học cho thấy, trong số 227 bệnh nhân sa sút trí tuệ được theo dõi, khoảng 10% cho thấy có sự sáng suốt hơn hẳn ở giai đoạn cuối đời. Từ việc đánh giá tài liệu của mình, các nhà nghiên cứu đã báo cáo rằng khoảng 84% những người bệnh có trải nghiệm về sự sáng suốt ở giai đoạn cuối sẽ đi đến cái chết nhanh hơn trong vòng một tuần, và 42% số người còn lại qua đời vào chính ngày xảy ra hiện tượng hồi quang phản chiếu. Vậy làm thế nào một bộ não bị phá hủy bởi bệnh tật trong nhiều năm lại có thể trở nên sáng suốt lúc cận kề cái chết như vậy? Một số chuyên gia đưa ra giả thuyết rằng một người sắp chết do hôn mê, bệnh nặng, thường đã trải qua nhiều ngày trong trạng thái bất động, hầu như không có hoạt động, và điều đó giúp cơ thể được nghỉ ngơi, tích góp năng lượng. Phần năng lượng này tuy rất nhỏ nhưng vẫn là đáng kể so với tình trạng trước đó, và có thể được xem như là một sự hồi phục, cải thiện rõ rệt. Nhờ đó, người này có thể tương tác với những người xung quanh, thậm chí ăn uống và đi lại. Giả thuyết khác cũng được đưa ra với những người có vấn đề ở não, chẳng hạn như tai biến hoặc có khối u ở não. Những người này thường ở trạng thái bất động vài ngày, không tiếp nhận thêm dịch vào cơ thể, và do đó giảm sưng ở não. Và do giảm sưng nên người này có thể tỉnh táo hơn, tuy rằng sẽ bị lịm đi nhanh chóng do bệnh vẫn phát triển. Thay vì hồi quang phản chiếu, các nhà nghiên cứu phương Tây gọi hiện tượng này là cái chết của Emmer, theo tên của một trường hợp điển hình, Anna Katharina Emmer, sinh năm 1895, mất năm 1922, là một phụ nữ người Đức. Trong số các bệnh nhân tại bệnh viện tâm thần Hefata, thì cô là người bị khuyết tật tâm thần nặng nhất. Cô hầu như không nói được, không thể nhận biết được ngày đêm và hiếm khi được nhận thấy chú ý đến môi trường xung quanh. Tuy nhiên, vào ngày Emmer qua đời, mọi thứ đều thay đổi. Các bác sĩ và nhân viên đều không thể tin nổi Emmer có thể cất tiếng hát trong nửa tiếng đồng hồ. Khuôn mặt từ vẻ đờ đẫn quen thuộc chuyển thành sinh động, cao thoát, trước khi lặng lẽ ra đi và khiến tất cả những người chứng kiến đều xúc động. Các nhà nghiên cứu cũng đã đưa ra ví dụ về một phụ nữ 91 tuổi bị bệnh Alzheimer. Trong suốt 15 năm, người phụ nữ này đã rơi vào tình trạng vô thức và không thể nhận ra con gái hay bất cứ ai. Vào một buổi tối, bà bỗng tỉnh táo và bắt đầu trò chuyện rất thân tình với cô con gái của mình. Bà nói về nỗi sợ cái chết, những khó khăn mà bà đã phải trải qua với gia đình trong suốt thời gian bị bệnh. Và vài giờ sau đó, bà đã qua đời. Về mặt tình cảm, người ta cho rằng đây là một món quà cho những người bệnh có cơ hội cuối cùng để được bên người thân yêu và nói lời tạm biệt cuối cùng với họ. Từ trường hợp trên, đã xuất hiện nhiều giả thiết cả về mặt tâm linh và khoa học xoay quanh hiện tượng hồi quang phản chiếu này, nhưng cho tới giờ chúng ta vẫn chưa có đủ thông tin để xác định một cơ chế dứt khoát. Đến nay, câu trả lời cho hiện tượng hồi quang phản chiếu vẫn còn bỏ ngỏ. Một số triết gia và nhà thần học đã đưa ra giả thuyết rằng ý thức của con người nằm ngoài phạm vi hoạt động của bộ não. Ý tưởng này đã được đề xuất như một lời giải thích cho trải nghiệm cận tử. Về phía các nhà khoa học, họ phản đối kịch liệt về giả thuyết trên, nhưng cho đến nay họ vẫn chưa thực sự giải mã được những bí ẩn của những hiện tượng bất thường này. Vậy các bạn nghĩ sao về vấn đề này? Hãy để lại bình luận bên dưới video nhé! Nếu các bạn thấy video hay và bổ ích, hãy để lại một like cũng như chia sẻ video tới mọi người xung quanh. Cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh YouTube của Ký Sinh Não để cùng tiếp tục theo dõi những video thú vị và bổ ích tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại!